chào nha anh em. Hôm nay em lên con Alex. Con này kêu là ít hao mà rẻ tiền, mau lành bệnh nha năm anh. Giá chỉ bằng con Sea Good thôi. Mâm bọng rồi không qua không chảy nha. Nó trống. Không chày bể, không có bị té ngã nha mình. Con này thì 24 đó. Nè, remote nè. Không quá to, loại có tem. Xe nữa chừng mà điên hết nha mình. Kêu gà gà chỗ cái biển số. Mới chạy vòng thấy ngon quá. Làm clip lên cho anh em cần 24 triệu thì nó cũng bằng cái Sea Good thôi. Đi gáp chiếc Sea Good mình mua xe này đi chơi nó xịn sò, nó sang chảnh hơn nha mình. Cái dòng này nó không ăn xăng đâu. Nói chung là dòng xe Honda thì vấn đề xăng cộ thì không có đáng kể đâu nha mình. Đặc biệt là nó là phải FI nữa. Này thì cũng FI rồi. 125 đậu 3 giây tắt máy mà. Máy rất là êm nha mình. Mâm đồ thẳng băng, nói chung xe này không bị té ngã đâu. Không có chạy chùi hết. Mùi đổ xăng là chạy thôi. Biển số An Giang. 24 triệu hồ sơ thêm tiền. Xe này ô đô thấy có 14-15 ngàn nha mình. Đấy. Ồ, số ô đô rất là đẹp ha. 14114. Càng cồi nhanh chớp đầy đủ. Máy rất là ngon. Không hú hí, không có kêu láp, không có giọng nồi không gì hết nha anh. Rất là ngon. Quá đẹp cho cái xe 24 triệu nha anh. Máy móc nè. Kim viên chắc thiếu nha mà. Xe mới đây thì nói chung là đi không có thấm thiết cái nữa đâu nha mà. Đó. Chỉ bụi bặm thôi. Mày ra là không có dập, không có dấu dặn, không có đụng chạm nước ốc nào hết. Ha. Các nước sơn hãng đồ quét niêm yết đồ còn đầy đủ hết nha mà. Rồi, quá ok rồi. Đi chơi đi gia đình, chở vợ chở con ha, đi chợ đi búa cũng ok hết, cốp hộp rộng rãi ha. 24 đây. Xe này ở chợ mới. Lành nha mà. 24 triệu mà dặn muốn xài gia đình mà lành lặn. Thì cũng quá ok. Thay vì mình đi gáp Sea Good thì xe đó tầm nó thấp quá, nó không có thể nào nó đặng cùng cấp với để so với Alex này hết. Nhưng mà giá tiền thì có thể là mình dí dòn với nhau được, nó bằng giá tiền đó. Cũng có sự chọn lựa với anh. Xe này về đi gia đình nó hết sảy. Nói chung mình xài thì những cái chi tiết cơ bản dạng như là nhấc máy nè. Nhấc láp nè, rồi nước mát nè, mình đảm bảo các thứ đó cho nó thì vệ sinh định kỳ, đảm bảo các thứ đó cho nó thì nói chung ra thì xe này xài được chi nào hư nó đâu. Thấy vậy, dòng Honda mà, đúng không? Em thì nói chung là bản thân em mình thấy hợp lý. Hợp lý như thế nào? Hợp lý là những anh em tiêu dùng thông thường muốn gia đình mình có cái xe bền, đẹp, giá tốt, để cho đi lại gia đình ha, bền bỉ, thời trang cũng có luôn đó mà. Nó nhìn cái mẫu 24 này nó nhìn nó tròn tròn bầu bỉnh, nó nhìn nó cũng đều đặn, nó cũng có cái đường nét đẹp hơn này so với mẫu 26-27 với anh ha, cái mẫu siêu nhân đó. Rồi xe riêng đẹp, giá hợp lý, không có đợi chờ nha anh.
dứt. Rồi, xin chào ông anh.